chia sẻ kinh nghiệm ngâm lá bàn của mình. Thì ngâm lá bàn mình đây có cây nhồi ăn 5 lít cắt ra rửa sạch, còn đây là lá bàn mình làm được, lá bàn khô nha các bạn, lá bàn khô nè đấy. Thì mình đi lượm lá bàn thì mình hay lượm những lá giòn đây. Bóp nó ra ngay tiếng giòn đấy. Lá này giòn thì ngâm lá bàn thì bạn chuẩn bị như đây thôi, và điều không thể thiếu là muối hột. Muối hột nữa bạn 5 ngàn, mình mua 2 bịch đậu dùng xài dài hết dần nó ủ rồi bạn. Ok thì lá bàn các bạn chuẩn bị như đó. Thì công dụng của lá bàn là trong mùa thì mình đang review, là mình hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn là trong mùa lạnh này là cá beta thường rất cần dùng lá bàn nha các bạn. Đây để ngăn ngừa cá bị nấm, bạn không sử dụng trong mùa lạnh thì dễ bị túm đuôi, dễ dẫn tới bệnh như nấm nữa các bạn. Mùa lạnh thì rất cần, bạn sẽ sử dụng thường xuyên cho cá. Thì mấy ngày bình thường thì từng xài xen kẽ, từng xài xen kẽ, từng không xài cũng được. Ok ok, mình sẽ cắt lá bàn nha các bạn. Thì các bạn lưu ý ngâm là các bạn đừng có lấy cái cuốn giữa này, nằm chính giữa nữa các bạn, cuốn lá nào cũng có nữa các bạn, phải cắt ra rồi ngâm. Ok ok, mình làm kéo đây các bạn, rồi mình cắt các bạn nha. Bạn lưu ý là đừng nên để cuốn giữa nha. Ok bạn cắt ra vậy nè, rồi bỏ vô đấy. Okay, tới cái này mình sẽ tua nhanh nha cho bạn xem đỡ chán. Mình đã xong rồi. Chúng ta tới công đoạn là đổ nước vô, các bạn đổ vừa đủ. Đây. Đây mình có chuẩn bị 2 ca nước. Mình đã xong rồi, như đây cây 5 lít, như đây lá vàng. Thì các bạn làm như vậy xong rồi, các bạn bỏ muối hột vô, bạn cho miếng thôi. Đây như đây nè bạn, bạn bỏ vô được, các bạn cho thêm miếng nữa. Ok nha. Thì đây lá bàn, thì trong quá trình mình ngâm nước lá bàn đi thay nước cá, mình quay clip cho các bạn xem. Rồi khi các bạn ngâm lá bàn thì các bạn ngâm cỡ 1 ngày rưỡi để qua đêm, thì các chất trong lá bàn nó sẽ ra nước vàng. Các bạn lưu ý là nước màu vàng mà trong đó các bạn nên sử dụng, nó mà đục rồi thì các bạn nên bỏ đi, không xài được đâu.
trong là nước lá bàn, nước mà trong vàng vàng trong là nước lá bàn tốt. Ok, thì mấy lần đầu làm vlog nói chuyện cũng hơi bị á, mong các bạn bỏ qua đây. Ok, clip hướng dẫn không phải là hướng dẫn nữa các bạn, mà mình chia sẻ. Ok, thì clip chia sẻ đến đây là kết thúc. Mong các bạn ủng hộ mình, nhớ like và subscribe. Tạm biệt các bạn.